recording. Blasting button. There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2014. Hoàng Long kính chào quý vị. Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình, luật sư kêu gọi hủy án vụ Vinalines, tiết lộ về những nhân vật giúp phóng thích các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. Tổng thống Barack Obama bắt đầu chuyến công du châu Á tại Nhật Bản. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm thứ Tư đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng vì cho rằng không có căn cứ xác định ông bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, cũng như không giảm án dù gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị y án tử hình như theo phán quyết của tòa sơ thẩm. Công tố viên cho rằng các bị cáo đã làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng từ việc mua ủ nổi, củ nát của Nga. Theo đại diện này, liên quan tới tội tham ô, bốn bị cáo đã chia nhau 1,66 triệu đô la, khoảng 28 tỷ đồng Việt Nam, tiền lãi quả từ bên bán. Sau ngày thứ hai xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng, cho VOA biết rằng Viện Kiểm sát không căn cứ vào những lời khai, những chứng cứ có trong hồ sơ và những chứng cứ xác thực bổ sung cho lời khai để đánh giá. Luật sư này cũng cho biết về phản ứng của ông Dũng trước tòa. Trước hết thì ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc thì một thái độ rất bình tĩnh, khiêm nhường và cũng rất đứng đắn và thể hiện một cái sự rất bình tĩnh thôi, bởi vì bản thân họ là người họ thừa nhận có những cái việc đứng đầu cơ quan mà dẫn đến cái sự việc mà mua cái ủ nổi như vậy, thất thoát cho nhà nước thì có trách nhiệm của mình. Cái tôi cố ý làm trái hết chịu tinh thần trách nhiệm thì các anh không có, như anh Dũng là anh không có kháng cáo, nhưng cái tội tham mô thì vẫn trước sau khẳng định là anh không có liên quan đến cái việc thương thảo gì với phía nước ngoài và cũng không liên quan gì đến 1,66 triệu đô la và cũng không có nhận bất cứ một xu nào, chứ đừng nói là 10 tỷ từ chỗ Tân Hải Sơn. Hồi cuối năm ngoái, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines, nguyên cục trưởng Cục hàng hải về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một lãnh đạo khác của Vinalines, ông Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc, bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. Tại phiên tòa này, ông Trần Hải Sơn, người khai việc đưa và chi tiền cho hai ông Dũng và Phúc, bị tuyên án 22 năm tù cho tội tham ô và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày thứ Năm. Luật sư Triển nhận định như sau về diễn biến tiếp theo của phiên tòa. Tôi tin chắc rằng với một sự chúng ta tôn trọng pháp luật và tôn trọng chứng cứ để tránh làm oan người không có tội, và trước hết là đây hai mạng sống của con người, với những tài liệu mới mà tôi cung cấp tại phiên tòa, với những lời khai mâu thuẫn mà có dấu hiệu vu khống của ông Trần Hải Sơn cho ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, thì tôi tin rằng nếu một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trả hồ sơ điều tra lại, và đặc biệt phải chờ kết quả tương tự tư pháp từ phía Nga. Theo báo chí trong nước, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalines, và gia đình ông Phúc cũng đã nộp 3,5 tỷ đồng. Các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa tin về vụ xử nguyên cục trưởng Cục Hàng hải đều cho rằng bản án nghiêm khắc đối với ông Dũng và ông Phúc nhằm minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam. Một tổ chức vận động nhân quyền ở Mỹ mới tiết lộ thông tin về những người đứng sau cuộc vận động đòi phóng thích các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS cho biết, một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được tự do là thượng nghị sĩ Ben Cardin, chủ tịch tiểu bang Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ. Ông cho biết vợ ông Vũ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, đã sang Mỹ gặp thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Maryland để vận động về trường hợp của chồng ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khi ông Vũ được phóng thích, thượng nghị sĩ Cardin nói với VOA rằng ông hoan nghênh việc thả ông Cù Huy Hà Vũ và hy vọng sẽ chứng kiến thêm các bước đi cụ thể của chính phủ Việt Nam để đạt tiến bộ hơn nữa về nhân quyền, trong đó có việc thả ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động, cũng như nỗ lực thực chất hơn nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất đối với việc bảo vệ các quyền tự do hội họp và bày tỏ ý kiến. Hồi tháng 7 năm 2013,
Nhiều dân biểu Mỹ đã gửi thư ngỏ tới ông Sang trước chuyến thăm để bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Vũ và kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói rằng một cử chỉ thiện chí như vậy sẽ phát đi một tín hiệu rằng Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nhân quyền. Hiện tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vẫn chưa có phát biểu chính thức về việc ông được trả tự do và sang Mỹ. Sau khi phóng thích ông một tuần, chính quyền Hà Nội cũng đã trả tự do trước hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến khác là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi. Tin cho hay, một số dân biểu Mỹ cho biết đã đứng ra đỡ đầu các tù nhân vừa được trả tự do. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho VOA biết lý do mới đây ông công khai ngỏ lời cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ. Chúng tôi thấy rằng họ đóng góp rất nhiều và rất cụ thể cho cái nỗ lực đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Mà thành quả đầu tiên là chúng ta đã thấy rằng có một số tù nhân lương tâm nổi bật vừa mới được trả tự do. Những người này họ tranh đấu nhiều năm, đóng góp rất nhiều nhưng mà ít ai ở bên ngoài biết được. May mắn là chúng tôi có làm việc với họ và biết được, thành ra thấy rằng có trách nhiệm cần phải thông tin ra rộng rãi trong cộng đồng chúng ta để biết được rằng có những con người đã đóng góp rất nhiều nhưng mà một cách rất là âm thầm từ trước đến nay. Chắc chắn rằng đây là cái áp lực từ phía Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Ben Cardin chẳng hạn, là người đã đích thân nêu cái trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngay tại cái buổi tiếp tân khoản đại ông Trương Tấn Sang ở tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước cái sự hiện diện của ông Ngoại trưởng John Kerry. Chính Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến đi Việt Nam cũng đã đặt vấn đề tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một trong những vấn đề quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. BPSOS là một trong các tổ chức làm cầu nối giữa gia đình các tù nhân và các nhà lập pháp Mỹ. Ông Thắng cũng đã nhiều lần đại diện cho tổ chức này ra điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hà Nội luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Hãng tin AP mới đây dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Vũ được thả nhờ chính sách khoan hồng của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và luật sư bất đồng chính kiến này đi Mỹ vì lý do nhân đạo. Trước chuyến trở về Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 5 tới đây, nữ danh ca hải ngoại Khánh Ly cho biết bà hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau nhiều năm xa cách. Trước khi về nước, ca sĩ Khánh Ly đã gửi lời chào tới khán giả trong nước trong một đoạn video ngắn. Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ đi kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải vì tôi đẹp hơn ngày xưa, cũng không phải vì giọng hát tôi bây giờ như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng xa cách tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà. Tin cho hay, ngoài buổi biểu diễn duy nhất tại Hà Nội, ca sĩ này cũng sẽ đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đi làm từ thiện. Theo ban tổ chức chương trình, show diễn của ca sĩ Khánh Ly được tổ chức một đêm duy nhất ở Hà Nội vì đây là nơi danh ca sinh ra và lớn lên, cũng như lần đầu tiên bước lên sân khấu khi 9 tuổi. Trong chuyến trở về Việt Nam biểu diễn lần này, ca sĩ Khánh Ly sẽ trình bày các ca khúc quen thuộc cùng với những đoạn phim tư liệu quý. Theo lịch trình dự kiến, ca sĩ Khánh Ly sẽ có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 để tập luyện cùng ban nhạc. Số người chết được xác nhận trong thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc đã tăng lên 146 người vào ngày thứ Tư, một tuần kể từ khi phà chở khách này lật úp ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam. Thợ lặn đang từ từ len lỏi vào tầng thứ 3 và thứ 4 của phà Sewol, chìm trong vùng nước đục và bị bao quanh bởi dòng nước mạnh. Giới chức thuộc lực lượng tuần duyên cho biết sẽ sớm đưa thiết bị tìm kiếm dưới nước công nghệ cao để hỗ trợ thợ lặn. Hơn 150 hành khách khác vẫn đang mất tích và được cho là đã chết, nâng số người chết ước tính lên khoảng 300 người. Hầu hết trong số 476 hành khách trên phà là học sinh trung học. Thảm họa khiến cả nước Hàn Quốc bàng hoàng. Sự công phẫn nhắm vào thủy thủ đoàn vì đã bỏ tàu trước khi di tản hết hành khách. Thủy thủ đoàn nói họ chần chừ là vì sợ hành khách sẽ không sống sót trong vùng nước lạnh và dòng nước chảy mạnh. Họ cũng nói con tàu khi đó đã nghiêng quá nhiều, gây khó khăn cho việc thả xuồng cứu sinh. Thuyền trưởng đã không lái phà vào thời điểm phà chìm, mà để cho một thuyền phó phụ trách an ninh thiếu kinh nghiệm cầm lái. Họ và 4 thành viên thủy thủ đoàn khác đã bị bắt giữ. Tổng thống Park Geun-hye đã nói rằng hành động của họ gần như là sát nhân.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Nhật Bản để bắt đầu chuyến công du 4 quốc gia châu Á, nơi ông sẽ cố gắng thuyết phục các nước đồng minh rằng Washington quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama được đại sứ Mỹ ở Nhật Bản Caroline Kennedy và nhân viên đại sứ quán đón tiếp tại sân bay. Những lo ngại an ninh về những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính trong chuyến đi của ông Obama, cũng bao gồm các điểm dừng chân tại Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Chuyến công du bắt đầu ở Tokyo với cuộc hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản đang vướng vào cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng với Bắc Kinh về một nhóm đảo không người ở Biển Đông Trung Hoa. Lính nhảy dù của Mỹ đã bắt đầu tập trận chung với Ba Lan vào hôm thứ Tư tại Ba Lan, trong khi những đại đội khác được điều tới ba nước vùng biển Baltic, trong một động thái mà Ngũ Giác Đài gọi là biểu hiện hữu hình cho cam kết của Mỹ đối với châu Âu. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby nói, quyết định này theo sau điều mà ông gọi là sự xâm lược của Nga ở Ukraine và là một cách để trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ. Ban đầu, khoảng 600 binh sĩ sẽ hiện diện luân phiên liên tục trong khoảng thời gian một tháng. Đồng thời, tàu chiến USS Taylor cũng đang di chuyển vào Biển Đen. Trong khi đó, Nga vẫn giữ hàng ngàn binh sĩ dọc biên giới miền đông Ukraine và những phần tử ly khai thân Nga vẫn chiếm giữ những tòa nhà chính phủ. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết, thông điệp của cuộc tập trận chung là rõ ràng đối với bốn nước tham gia, rằng Mỹ nghiêm túc về nghĩa vụ của mình theo Điều 5 Hiến chương NATO, mặc dù đây không phải là cuộc tập trận của NATO. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Google mới đây đã mua lại một công ty công nghệ cao sản xuất máy bay không người lái vận hành bằng năng lượng mặt trời, có thể ở trên không gần như vô thời hạn và truyền kết nối Internet băng thông rộng đến những khu vực hẻo lánh. Đây được xem như một bước tiến nữa trong nỗ lực của Google nhằm đưa Internet ra khắp thế giới. Mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. Dù đang thử nghiệm với xe ô tô tự hành trên mặt đất, Google đồng thời cũng mua lại những công ty sản xuất những phương tiện bay không người lái, có thể bay trong một khoảng thời gian rất dài, chẳng hạn như khí cầu và phi cơ vận hành bằng năng lượng mặt trời. Đại công ty Internet này nhắm mục tiêu đưa Internet đến những nơi hẻo lánh của thế giới. Theo Google, điều này có thể giúp tăng tốc độ cứu trợ thiên tai hay giám sát thiệt hại môi trường. Và các vệ tinh trong khí quyển cũng có thể cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao cho dịch vụ Google Earth của họ. Titan Aerospace, công ty với 20 nhân viên ở bang New Mexico, mới được Google mua lại, dự định sản xuất phiên bản lớn hơn của máy bay không người lái Solara, bay bằng năng lượng mặt trời, rất thành công. Ông Maximus Yanni, giám đốc kỹ thuật của Titan Aerospace, nói rằng máy bay này sẽ hiệu quả như vệ tinh, nhưng vận hành ít tốn kém hơn, chỉ 1% chi phí. Nhìn từ góc độ năng lực, chúng tôi đang tập trung vào việc cung cấp những loại dịch vụ này như một phương tiện thay thế hoặc thêm vào nền tảng năng lực của vệ tinh. Ông nói, máy bay không người lái mới, chiếc Solara 50, sẽ có thể bay gần 20 km bên trên trái đất, cung cấp tín hiệu Internet trong bán kính gần 420 km. Và ở trên không, gần 5 năm. Vì dùng năng lượng mặt trời nên thực tế có thể bay vô thời hạn. Chỉ bị hạn chế là pin sạc thôi. Những công ty công nghệ khác cũng quan tâm đến tiềm năng của máy bay không người lái. Đầu năm 2014, Facebook đã mua lại Ansenta, công ty sản xuất máy bay không người lái của Anh, trong khi Amazon đang thử nghiệm với máy bay giao hàng tận nơi. Chương trình radio và video của đài VOA trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo amos@gmail.com. Hoàng Long xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giờ này ngày mai.